Chào mừng quý bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 30, Manchester City dẫn đầu với 74 điểm, Manchester United đứng 2 với 60 điểm, Leicester City đứng thứ 3 với 56 điểm, đứng 4 là Chelsea 51 điểm, xếp thứ 5 là Tottenham 49 điểm, Liverpool tụt xuống vị trí thứ 6 với 49 điểm, West Ham đứng thứ 7 với 49 điểm, Everton đứng thứ 8 với 46 điểm, Aston Villa đứng thứ 9 với 44 điểm, đứng thứ 10 là Arsenal 42 điểm, Leeds United đứng thứ 11 với 42 điểm, Crystal Palace đứng thứ 12 với 37 điểm, Southampton đứng thứ 13 với 36 điểm, xếp thứ 4 là Wolves 35 điểm, đứng thứ 15 là Burnley 33 điểm, xếp thứ 16 là Brighton 32 điểm. Newcastle United đứng thứ 17 với 29 điểm, Fulham xếp thứ 18 với 26 điểm, West Brom đứng thứ 19 với 21 điểm, cuối cùng là Sheffield United 14 điểm. Lịch thi đấu vòng 31 giải Ngoại hạng Anh. Fulham sẽ đối đầu với Wolves, Manchester City gặp Leeds United, Liverpool đối đầu với Aston Villa, Crystal Palace gặp Chelsea, Burnley gặp Newcastle United, West Ham đối đầu với Leicester City. Đáng chú ý là cuộc đấu giữa Tottenham với Manchester United vào lúc 22:30 ngày 11 tháng 4. Vào ngày 12 tháng 4, Sheffield United sẽ gặp Arsenal. Vào ngày 13 tháng 4, West Brom đối đầu với Southampton. Và cuối cùng là Brighton đối đầu với Everton. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về kết quả của bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh? Hay là ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào và gặp lại ở những video tiếp theo.